Chào các em, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập trong phần test for unit 6 của tiếng Anh lớp 9, sách bài tập tiếng Anh lớp 9 của tác giả Mai Lan Hương. Phần thứ nhất về phần phát âm, one pronunciation. A. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Các em chọn từ mà có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại. Wow, lâu rồi cô mới làm lại. Câu thứ nhất, what, âm w, who, âm h, whose, âm h, how, âm h. Vậy đáp án của mình sẽ là what, âm w. Câu số 2, environment, phần gạch chân đó được phát âm là âm i, recycle, âm i, dynamite, âm I luôn. Littering thì nó là âm Y. Vậy đáp án của mình sẽ là câu D, littering, âm Y. Câu số 3, provide, âm E, E. Fork, âm O. Faucet, âm O luôn. Shore, âm O luôn. Vậy đáp án của mình sẽ là provide, âm E. Câu số 4, wood, u ngắn. School, u dài. Food, u dài. Truth, u dài. Thì vậy đáp án của mình sẽ là câu A, wood. Từ đó cái u ngắn và u dài này thì cô cũng hay nhầm lẫn và cũng rất là dễ bị sai. Câu số 5, beach, y dài ha, em kéo dài ra một chút. Clean, y dài luôn. Instead, âm E. Leave, âm y dài luôn. Và đáp án của mình sẽ là câu C, instead. Phần gạch chân của nó được phát âm là âm E, khác với ba cái từ còn lại. Mà mình chọn đáp án là câu C. B. Make an accent mark over the stretched syllable of this word. Có nghĩa là các em sẽ đánh dấu trọng âm, đánh dấu nhấn âm. Có nghĩa là các em sẽ đánh dấu nhấn âm vào cái âm tiết mang trọng âm cho những cái từ sau. Thứ nhất nè, environment, các em sẽ nhấn vào âm vai, vai, âm thứ hai, âm tiết thứ hai đó. Volunteer, âm tiết thứ ba, tear. Garbage, âm tiết thứ nhất, ga. Deforestation, âm tiết thứ deforestation, âm tiết thứ tư, âm tiết thứ tư. Và chữ state, pesticide, âm tiết thứ nhất, pest. Pollution, âm tiết thứ hai, loot. Recycle, âm tiết thứ hai, sai. Dynamite, âm tiết thứ nhất, die. Conservation, âm tiết thứ ba, conservate, âm tiết thứ ba ha. Provide, âm tiết thứ hai, vide. Treasure, âm tiết thứ nhất, tre. Valuable, âm tiết thứ nhất, ver. Disappointed, âm tiết thứ ba, disappointed, âm tiết thứ ba, point. Plastic, âm tiết thứ nhất, unpolluted, âm tiết thứ ba, unpolluted, nhấn vào chữ loot. Pressure, âm tiết thứ nhất, press. Cái chữ press, cái phụ âm nó không tạo thành âm tiết, nguyên cái âm tiết đó nó phải có nguyên âm thì nó mới tạo thành âm tiết, cho nên chữ press, các em nói là một âm tiết nha. Press, chữ p mình chỉ nhịp thôi, tại vì nó là phụ âm ha. Press, âm tiết thứ nhất, press. Right. Two, vocabulary. A. Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence. Phần 2 là mã phần từ vựng, phần A. Các em chọn từ hoặc là cụm từ mà phù hợp nhất với những cái chỗ trống trong mỗi câu. Câu thứ nhất nè. If you go doing that and you'll end in serious trouble.
Câu này có nghĩa là nếu như mà bạn tiếp tục làm việc đó thì cuối cùng bạn sẽ gặp cái vấn đề rắc rối lớn, nghiêm trọng, vấn đề rắc rối nghiêm trọng. Vậy mình sẽ chọn là go on, tiếp tục. Go on doing. End up có nghĩa là đi đến cái kết cục, là cuối cùng gì đó. Câu số 2. They are trying to save the animals from extinction. Họ đang cố gắng cứu những con vật đó khỏi cái sự tuyệt chủng. Save the animals from extinction. Khỏi cái gì đó. Save something from something. Câu số 3. They didn't see each other again the fall. Nghĩa là họ đã không gặp lại nhau lần nữa mãi cho tới mùa thu. Và các em sẽ dùng until. Since kể từ khi thì mình không dùng được rồi. Tại vì kể từ khi nào đó since thì mình sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành. Trong khi câu này họ dùng thì quá khứ đơn, didn't see ha. From thì càng không được. Cái mà chúng ta có thể vân vân á, đó là in và until. In là vào mùa thu này. Thì thật ra nếu mà các em dùng in á thì nó cũng có vẻ đúng, nhưng mà nghĩa nó sẽ không rõ ràng. Tại vì cái hành động họ đã không gặp lại nhau thì nó ở thì quá khứ đơn, có nghĩa là hành động đó đã chấm dứt ở trong quá khứ rồi. Nhưng mà nếu các em dùng trong in the fall có nghĩa là mùa thu này, thì có vẻ như mùa thu này chưa kết thúc. Nếu họ muốn dùng ở quá khứ luôn á thì họ phải nói rõ cái mùa thu đó là cái mùa thu nào đã kết thúc chưa ha. Dùng that hoặc là cái mùa thu của cái năm nào chẳng hạn. Mình kết thúc chưa thì mình sẽ dùng cái chữ until, mãi cho đến. Tức là mãi cho đến cái mùa thu này thì nó sẽ rõ ràng hơn. Mãi cho đến mùa thu này thì có thể là mùa thu này vẫn đang còn đây, nhưng mà trước đó là họ đã không gặp nhau thì hành động đó đã hoàn toàn chấm dứt trong quá khứ. Và chia thì quá khứ đơn didn't see thì nó mới đúng và phù hợp nhất. Nên mình sẽ chọn đáp án là câu D, until. Câu số 4. Này chỗ trống xong đến là danh từ air, không khí. Chỗ này air, rồi cứ đọc hết thông tin của câu đã. Is one of the many problems we have to solve, là một trong nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải giải quyết. Vậy thì chắc chắn là mình chọn polluted rồi. Ô nhiễm không khí ha, polluted air. Ô nhiễm không khí là một trong những cái vấn đề mà chúng ta phải giải quyết. Trong này đáp án có pure là có nghĩa là tinh khiết. Tinh khiết, nguyên chất. Fresh, trong lành. Pleasant, thoải mái. Thì cô cung cấp nghĩa thêm thôi. Còn đáp án chúng ta chọn đáp án B, polluted. Câu số 5. People have this beach with a lot of trash. Mọi người có cái gì với bãi biển này nhiều rác. Cô đọc nó chậm tại vì thực sự cô chưa hình dung ra nghĩa của cái này á. Cái gì mà bãi biển đầy rác đây? Mọi người đã làm gì? Spoiled, làm cho biển bị nhiễm độc, bị hư, bị ô nhiễm gì đó. Rồi clean là làm sạch. Collecting, thu dọn. Protecting, bảo vệ. Thì mọi người đã làm cho bãi biển này đầy rác. Vậy làm spoiled là làm cho cái bãi biển này nó trở nên bị ô nhiễm, bị hư, bị gì đó hết. Là cái chữ spoil này nó có nghĩa là làm hư. Thì mình hiểu câu này có nghĩa là mọi người, con người đã làm cho bãi biển giống như là bị ô nhiễm, bị nhiễm độc gì đó, bị trở nên xấu đi. Và đáp án mình chọn là đáp án A. People have spoiled this beach with a lot of trash. Câu số 6. He got a... Anh ấy có một cái gì đó. For parking on double yellow line. Để đậu xe hả? Trên cái đường kẻ hai vạch màu vàng. Anh ta nhận một cái phiếu phạt. Bởi vì cái việc for parking, bởi vì việc đậu xe trên hai cái vạch kẻ màu vàng. Vé phạt ở đây thì chúng ta sẽ dùng fine. Câu số 7. By sticking labels over the address, you can reuse envelopes. Câu này có nghĩa là bằng cái việc mà bạn dán những cái nhãn
nhãn, giống như nhãn vỡ của các em á, over lên cái dòng địa chỉ, thì bạn đã có thể sử dụng, tái sử dụng lại cái phong bì thư rồi, cái bì thư rồi đó. Reuse, tái sử dụng lại. Recycle là tái chế, reduce là giảm, return là quay lại gì đó. Thì ở đây mình sẽ tái sử dụng lại là reuse. Reuse envelopes, tái sử dụng lại những cái bì thư bằng việc dán cái nhãn lên cái dòng địa chỉ, nằm trong những trường hợp ví dụ như mình viết sai chẳng hạn. Ok. Câu số 8. Because plastic bags are very hard to, bởi vì những cái túi nhựa thì rất khó để dissolve, phân hủy hay là tan rã gì đó. Đáp án là câu A luôn đó, dissolves. Rất khó để phân hủy hay tan rã. They will cause pollution. Chúng sẽ gây ra sự ô nhiễm. Đáp án chúng ta chọn câu A. Câu số 9. These materials can be into other packaging products. Những cái chất liệu, những cái vật liệu này có thể được chấm 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 thành những cái sản phẩm đóng gói khác. Thì cô không có hiểu những cái sản phẩm đóng gói khác này ý người ta muốn nói là cái gì. Nhưng mà đáp án mình chọn ở đây là recycle, tái chế. Những cái vật liệu này có thể được tái chế thành những cái sản phẩm đóng gói khác. Cô nghĩ có thể là những cái sản phẩm dùng để đóng gói cho những cái sản phẩm khác á, như tái chế thành những cái hộp packing á, những cái hộp để mà đóng gói á. Để lại như vậy. Câu A thì nó là reuse là tái sử dụng, được tái sử dụng, hay reduce là được giảm, remove là được loại bỏ. Thì đáp án mình chọn là câu D, recycled, được tái chế. Câu số 10 luôn. Crops are sprayed with to kill insects. Crops có nghĩa là thực vật hay là cây trồng gì đó. Được sprayed, được phun. Spray là phun, phun. With phun cái gì đó để kill insect, giết côn trùng. Thì cái này chúng ta sẽ chọn đáp án D là pesticide. Phun thuốc trừ sâu đó ha. Pesticide là thuốc trừ sâu. Crops are sprayed with pesticide to kill insects. Cây trồng thực vật này được phun thuốc trừ sâu để tiêu diệt côn trùng. Rồi chúng ta sang phần B. Use the correct form of the word given to complete each sentence. Các em sử dụng hình thức đúng của những từ được cho để hoàn thành mỗi câu sau. Câu số 11. Các em sẽ để ý thấy chỗ trống đầu tiên nó cần một chủ ngữ giống như là chủ ngữ chỉ người á, tại vì động từ của nó là động từ call for, kêu gọi cho the cái việc gì đó of the countryside. Thì sau một từ đờ này cũng còn một danh từ nữa. Chỗ này cần hai danh từ, mà hai danh từ này có nghĩa khác nhau nha. Một danh từ chỉ người cho vị trí chỗ trống đầu tiên là conservationist, các nhà bảo vệ môi trường. Call for, kêu gọi cho. Nhớ để ý chỗ này là các nhà bảo vệ môi trường số nhiều nha, thêm s vào. Tại vì động từ call nó chỉ ở thể hiện tại đơn mà ở dạng số nhiều, cho nên mình phải đưa danh từ đến được thì phải ở dạng số nhiều thì nó mới phù hợp với cái động từ người ta đã cho sẵn rồi. Call for the, kêu gọi cho cái việc gì đây? Of the countryside, kêu gọi cho cái việc bảo vệ, gìn giữ. Việc bảo vệ, gìn giữ sẽ là conservation. Call for the conservation of the countryside. Câu số 12. People must learn about keeping the environment. Mọi người bắt buộc chắc chắn là phải học về việc gì đó môi trường không bị ô nhiễm, giữ cho môi trường không bị ô nhiễm. Keep the environment unpolluted. Unpolluted, giữ cho môi trường không bị ô nhiễm. Các em thêm tiền tố un vào unpolluted. Câu số 13. It was very, cái gì thì rất là gì đó, of you, bạn thì rất là gì đó. It là chủ ngữ giả, chủ ngữ ở đây là chữ you nè, of you, bạn thì rất như thế nào đó. To leave the medicine where the children could get it. Bạn thật là bất cẩn khi mà để thuốc tức là dạng thuốc uống đó các em, dược phẩm đó, thuốc dược phẩm đó, nơi mà những đứa trẻ có thể với tới lấy được. Bạn thật là bất cẩn đúng không? It was very careless of you. Ok, careless, chỗ đó cam là một tính từ,
It was very careless, tính từ, of you, bạn thật là bất cẩn. Qua câu trúc nha em, câu trúc này rồi chúng ta gọi là câu trẻ. Thì lên lớp 11 thì các em có học về cái câu trúc này cụ thể và cẩn thận hơn. It, to be, tính từ, rồi of, chủ ngữ thật của câu đó. Of someone, cái someone đó mới là chủ ngữ thật của câu này. Câu số 14, environmental groups, là những cái nhóm môi trường hả? Những cái nhóm môi trường học, thuộc về môi trường học. Want to total, muốn hoàn toàn gì đây? On the dumping of nuclear waste, về cái việc mà chất thải hạt nhân hả? Chất thải hạt nhân, việc thải chất thải hạt nhân. Những cái nhóm về môi trường học á, thì muốn hoàn toàn cấm. Cái động từ người ta cho các em chỗ này là prohibit, cấm. Và cái chỗ trống các em cần điền là một danh từ, tại vì chúng ta còn một cụm danh từ a total, rồi chỗ đó phải là danh từ. Thì danh từ của động từ prohibit sẽ là prohibition, a total prohibition, sự cấm hoàn toàn đối với việc thải chất thải hạt nhân ra. Câu số 15, I am that people have spoiled this area. Tôi thì như thế nào đó, rằng con người đã làm hư hỏng, hư hại đến cái khu vực này, làm ô nhiễm cái khu vực này. Thì người ta cho các em chữ disappoint, thì diễn tả cảm xúc, cảm giác thất vọng của một người là I am disappointed that people have spoiled this area. Okay, disappointed. Chỗ này các em dùng tính từ disappointed. Xong rồi, cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi video. Hôm sau chúng ta sẽ làm tiếp những cái phần 3 la mã, 4 la mã.